Ok, xin chào mọi người. Mình vừa làm xong cái lên chờ này khá là hay ha. Màn hình mọi người thấy zoom, đây là mắt thấy máy dẫn đường rồi nha. Máy dẫn đường nằm ở giữa. Bấm cái tab vào trong. Rồi, phần dưới cái lên chờ là một cái giao diện giải trí. Phần trên là một màn hình đi đường dành cho tài xế. Thì anh em thấy trên này, ví dụ như anh em giữ lâu vào trên màn hình này, nó sẽ hiện lên cái app dẫn đường. Đó. Mà thôi mở nó làm gì? À, mọi thứ hiện hữu trên màn hình hết dành cho tài xế. Còn khi bình thường em thích sao thì em set trên màn hình lên chờ này ha. Dễ sử dụng. Đó, màn hình khóa. Anh em đi đêm chú chú. Anh em đi đêm du xuống thế này. Đó, đỡ cho mắt. Đây là bản đồ. Bản đồ xét ngày và đêm. Tự chuyển đổi. Ok, nếu như anh em thích thì mình sẽ share cái link chờ này ha. Link chờ của Katech. Mình làm vừa xong một trong những cái lên chờ khá là hay, mình vừa làm xong nên là mình thấy hay nên mình sẽ share cho anh em. Anh em tác vào đây, anh em cho điểm vào, nó khá là để nhiều thứ ở trong này anh em có thể mò ha. Ok, cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ subscribe và follow theo cặp tác để được biết thêm nhiều thứ, được chia sẻ thêm nhiều thứ hay ho nha.